Tình hình là hôm nay mình bơm cắt vô cái hầm nha các bạn. Mới vừa bơm đây. Cái hầm này cũng khá lớn nha các bạn, gặp con đường luôn đây. Để anh đi xung quanh cho các bạn xem. Ở phía sau hậu là cái mương nè. Không mình đi dắt qua mưa luôn à. Xung quanh cái đê tầng trồng xoài nha các bạn, mới trồng xoài nè. Đây cái ống này để thoát nước đây. Ô bên đây rất là lớn luôn nè, người ta đã bơm rồi nè. Đây, ở đây có mấy bụng chuối. Để đi vòng vào đây cho các bạn xem. Phía mặt tiền có băng dây đỏ đây, không cho người lạ vào. Bốn rồi không? Bên đây có cái đường thoát nước nữa đây, cả anh em đi lòng nè, không cho bị xói mò. Thẳng xuống sông luôn. Like, yeah. Like.
Rồi bây giờ đã xong rồi, mấy anh em đang tháo dây chân nghe các bạn. Nãy giờ mấy anh em tháo chân ra xong rồi nè, bây giờ chạy tới kéo cái neo lên. Đây, đang quay neo đây. Kéo neo ra để quay đầu. Đây chiếc xà lan. Chiếc xà lan phân bón nè, rất là lớn luôn, đang lên phân. Đây bắt đầu quay đầu xà lan đây. Rồi chạy ra nằm tay các bạn. Mình đang đứng trên cây cầu nè, để quay vòng cây cầu cho bạn xem. Đấy, cầu rất là đẹp luôn nè, giữa cầu đây. Thì thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.